Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Mỹ tại bảng AFC Asian Cup đã diễn ra tại sân Eden Park, New Zealand, sáng 22 tháng 7. Mặc dù tuyển nữ Việt Nam phải nhận 3 bàn thua từ đương kim vô địch World Cup là tuyển nữ Mỹ, nhưng trận đấu này vẫn được các cổ động viên Đông Nam Á đánh giá cao và tự hào về sự cố gắng của đội bóng quốc gia. Trước trận đấu, nhiều người đã dự đoán thất bại của tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Mỹ do sự chênh lệch về đẳng cấp. Tuyển nữ Mỹ đang xếp hạng số 1 thế giới và đã giành 4 lần chức vô địch World Cup trong khi tuyển nữ Việt Nam hiện đang đứng thứ 32 và là đội tân binh của giải đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao khi họ tranh chấp mạnh mẽ với các cầu thủ tuyển nữ Mỹ, dù bị áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng 65%. Nhưng sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh đã giúp giảm thiểu bàn thua cho đội bóng quốc gia. Các cổ động viên Đông Nam Á, như cổ động viên Singapore và cổ động viên Thái Lan, đều tỏ ra tự hào và khích lệ tinh thần của tuyển nữ Việt Nam. Dù gặp khó khăn, tuyển nữ việt nam đã có màn trình diễn tốt và được khen ngợi về sự nỗ lực và phát huy tối đa khả năng trong trận đấu tới